Ngày 18 tháng 5, cơ quan chức năng quận 8 thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường vụ 8 căn nhà bị sụp lún, sập để xử lý sự cố và điều tra làm rõ nguyên nhân. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 ngày 17 tháng 5, những người sinh sống trong 8 căn nhà ven bờ kênh đôi ở cuối hẻm 728 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 bị một phen hú vía khi những căn nhà này bị lún, sập. Trong vụ việc này, có 2 căn nhà bị sập, 6 căn nhà bị ảnh hưởng, 2 người bị thương và thiệt hại một số tài sản. Hiện cơ quan chức năng quận 8 đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ trên để chờ khắc phục sự cố. Nguyên nhân ban đầu được cho là cọc chịu lực dưới kênh của một căn nhà trong khu vực bị gãy, làm nhiều căn khác bị tác động theo. Chiều ngày 17 tháng 5, ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận 8 và bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền cho 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố.